thật là xanh tươi cả nhà ơi. Em vừa về vườn tuyển được một số mai rất là đẹp luôn nè. Thứ nhất là cái cúc 150 cả nhà. Cây này thì thật ra là nó không có nhiều lá lắm, nhưng mà cây nó rất là cứng cáp cả nhà. Nhìn cái cọc nghe, cái chọt ghép của nó rất là mập ha. Rễ thì xử lý tùm lum rễ nha cả nhà. Giá thì chỉ có 80.000 cây thôi. Ba cây thì bên em sẽ bao ship nha. Đây là cúc 150, cây rất là cứng cáp cả nhà. Cúc 150 giá chỉ có 80.000 một cây thôi nha. Ba cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, cây rất là đẹp nha cả nhà. Rồi, hàng cúc VIP. Hôm nay em về cái cúc VIP cũng rất là mập mạp và cây nó cao lắm nè, đẹp lắm luôn. Thì giá chỉ cũng có 80.000 một cây thôi cả nhà. 80.000 một cây. Ba cây thì bên em cũng bao ship luôn. Rồi, đây là cái hàng cúc tư long nha cả nhà. Cúc tư long này cũng giá 80.000 một cây luôn. Ba cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn cả nhà. Đây là hàng cúc tư long, rễ cực kỳ đẹp luôn. Cây cành nhánh nè, cả nhà nhìn thấy nè. Cây rất là sung nha, giá 80.000 luôn cả nhà. Đó, ba loại rồi ha. Tiếp tục. Tại vì em về rất là nhiều loại mà bây giờ nó nằm ở trong đây thì chẳng biết làm sao đây. Đây có thằng nu xù nữa nè. Nu xù thì giá 100.000 một cây nha cả nhà. 100.000 một cây, ghép chỗ nào nu chỗ đó, ghép chỗ nào xù chỗ đó. Đây cả nhà nhìn thấy nó, cái chỗ ghép của nó xù nè. Ở cái ngón tay của em dính sình. Đó, cả nhà nhìn thấy ha. Nó nu ra nhìn thấy mê không? Nè, ngay chỗ cái mắt ghép á cả nhà. Rồi loại này 100.000 một cây nha. Ba cây bên em cũng sẽ bao ship luôn. Đây nè, cúc VIP nè, mập ù ù nu luôn, lấy bò thoải mái luôn cả nhà. Mập ù ù nu luôn ha. Rồi. Tiếp tục nha, hàng tư lông em giới thiệu rồi ha. Rồi. Hàng này là cúc gia đình đây cả nhà. Cúc gia đình thì giá là 250.000 một cặp nha. Rễ đây, rễ xử lý hết ha. Này là cúc gia đình nha. Giá là 250.000 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Mà nếu mà lấy một cặp thì bao ship luôn. Đây cúc gia đình đó cả nhà. Đó, cúc gia đình nha. Và cũng được một số cây. Nói chung tiễn những cái này của vườn về đó, rất là nhiều loại trong đây nè. Đó. Thằng này là thằng cúc VIP đó, thấy không? Giá thì 80.000 nha cả nhà. Đó, hàng em mới về rất là đẹp luôn nè. Đó, trong đó có rất là nhiều nha. Loại này hả? Loại này là lá ngọc cành vàng nè. Cái đọt thì nó sẽ non thì nó sẽ vàng nha cả nhà, nhưng mà khi già thì nó sẽ màu xanh nha. Loại này cũng 80.000 cây luôn cả nhà. Ba cây thì bên em cũng sẽ bao ship. Và đặc biệt có một cái là cả nhà biết hôn, nếu mà chúng ta lấy ba loại mà ba cây thì em vẫn bao ship nha cả nhà. Nếu mà ba loại ba cây thì em vẫn bao ship luôn. Giá 80.000 một cây luôn nha. Ba cây thì bên em sẽ bao ship luôn ha. Rồi, và hàng bên kia. Thôi để em đi qua đây đi, bên đó chập quá. Quá trời hàng bên vườn nhà em, cả nhà nhìn thấy nè, rất là đẹp bao la luôn nha, rất là đẹp bao la luôn. Rồi, chính là một cái lô đế thú cả nhà, nó giả Thủ Đức hình thú đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn nha, toàn là những con thú đó mà, và hàng đã liền cốt 100% luôn. Cả nhà nhìn thấy nè, hàng đã liền cốt 100% luôn cả nhà. Đó, cành nhánh thì rất là xum xuê luôn nha. Đó, cả nhà em quay cho cả nhà mình cùng xem. 35-40 cả nhà. Cả nhà nhìn thấy cành nhánh nè. Loại này em bán với giá chỉ có 175.000 một cây thôi nha. Ba cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, đây cả nhà nhìn thấy ok chưa? Rất là đẹp luôn nha. Cây bên em thì cây sinh trưởng mạnh, phát triển mạnh, cho nên là cả nhà yên tâm nha. Trồng là không có thể nào mà bị cái gì đâu, bởi vì cây nó đã già mùa và liền cốt hết rồi cả nhà. Rồi, thêm một cái giống nữa, đó chính là cúc thọ hương nha cả nhà. Cúc thọ hương thì loại này em bán với giá là 80.000 một cây nha. Loại này 101 cả nhà ơi. Em lộn rồi, còn 80 nó nhỏ bên kia kìa. Này 101 một cây nha. Cả nhà lưu ý ha, trong cái quá trình quay thì điện thoại thì nhìn cây nó sẽ lớn ở bên ngoài một chút xíu, cho nên là em sẽ đo gang tay. Cả nhà nhìn giúp em nha. Cái này 101 là 2 gang tay, còn loại 80 thì 1 gang tay nha. Rồi đó, loại này là cúc thọ hương 101 cây. 3 cây bên em cũng sẽ bao ship luôn. Và hàng bên đây là hàng giảo đọt đỏ cả nhà. Đây giảo đọt đỏ nha. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, nó vừa chơi hoa vừa chơi lá luôn. Rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, cây nè, cành nhánh ha, có hết rồi. Loại này là gì, lấy bo được luôn cả nhà. Đó, giá thì chỉ có 101 cây luôn nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship luôn cả nhà. Đó, rồi hàng bên đây là giảo đọt đỏ đây. Đó, hoa của nó cũng rất là đẹp nha. Rồi cái còn cái loại này thì hàng này giá rất là sinh viên, và em để cái bọt bo rất là dài luôn. Hàng đại lộc cho chúng ta lấy bo nha. Chỉ có 80.000 cây thôi cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship nha.
10 cây thì chương trình tri ân tiếp tục tặng một cây cho chúng ta nha. Đó, đây là hàng Đại Lộc đây. Đại Lộc này chơi Tết được luôn nha cả nhà. Lấy bò chơi Tết vô tư luôn ha. Rồi giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi nha cả nhà. Rồi và tiếp theo bên đây chính là hàng dảo Phú Tân. Đó, dảo Phú Tân này cả nhà. Dảo Phú Tân này có lô hình trái bí và thật sự là rất là đẹp khi nó uống dáng lông hết rồi cả nhà. Đó, giá chỉ có 100 ngàn một cây thôi nha. À, 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship. Thì nó vừa có trái bí, rồi nó vừa có rễ lò xo, rồi có tổ chim. Nói chung là nó đủ kiểu nha cả nhà. Đó, có những cái rễ quái như thế này. Thì giá là 100 ngàn một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó là hàng rất là đẹp luôn nha. Đó, cả nhà nhìn thấy cái đám nè, cực kỳ tốt và cực kỳ đẹp, xanh tươi luôn cả nhà. Rồi và tiếp tục là cái hàng dảo Phú Tân lớn. Chà chà, không có đường đi vô luôn. Rồi em sẽ đi vô nha. Đi vô cái hàng siêu nụ với dảo Phú Tân lớn ở trong đây. Đây là hàng siêu nụ trong đây nè cả nhà. Đó, hàng siêu nụ cây cực kỳ đẹp nha. Ồ, cả nhà nhìn thấy rê không? Giá chỉ có 125 ngàn một cây thôi cả nhà. Rễ thì tất cả đều xử lý hết. Xin cả nhà đừng so sánh giá, tội nhất là tội nghiệp em nha. Bởi vì hàng em bán là hàng toàn là hàng những hàng cứng cáp già mùa, cây rất là đẹp, ok hết rồi nha cả nhà. Hàng dảo siêu nụ cả nhà nhìn nè, đó, rất là đẹp. Ví dụ như chúng ta vừa muốn làm giống và vừa muốn chơi Tết thì nên chọn những cái này á, lấy bo nó được nhiều và sau đó chơi Tết luôn. Rồi em bước qua bên đây. Chết cha. Đó chính là hàng dảo Phú Tân 3 mùa nha. Rất là đẹp cả nhà. Đó, cả nhà nhìn thấy nè, cái thân nè, cái thân ghép của nó, cái trò kép nè, rất là mập. Đó, rất là đẹp luôn. Đây nè. Rồi, giá thì chỉ có 190 một cây thôi cả nhà. Cả nhà nhìn cái cây nè. Đó, 3 mùa rồi ha, cho nên là cây cái tàn tán nó rất là ok rồi. Đây, còn do luôn cả nhà. Đó, rễ thì nói chung là cũng xử lý hết ha. Cây nào cũng xử lý rễ hết. Rồi giá 190 một cây, 3 cây thì bên em cũng sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Wow, rất là đẹp. Đây, hàng này hàng cúc thọ hương nữa nè cả nhà. Đó, hàng cúc thọ hương đây. Giá thì 100 ngàn một cây nha cả nhà. 100 ngàn một cây thôi. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship nha. Loại này về chúng ta lấy bo liền nha cả nhà. Lấy bo liền được luôn rồi. Giá là 100 ngàn một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Cái loại này em đã bấm ngọn để cho nó nhảy nhánh nha cả nhà. Đó, em bấm ngọn cho nó nhảy nhánh rồi. Đó, giá 100 ngàn một cây nha. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, cây rất là đẹp nha. Rồi, đó là chính là cúc thọ hương nha cả nhà. Bên đây là dảo Phú Tân ha. Rồi dảo Thủ Đức, nói chung là bên em rất là nhiều loại. Còn ngoài đây là những cái hàng sinh viên nữa nè. Ví dụ như cúc Tân Châu thì giá có 80 ngàn cây à. Để em ra ngoài thay nha cả nhà. Cái vườn mai em giờ hiện tại rất là nhiều mai đẹp luôn á. Đây, cúc Tân Châu. Cúc Tân Châu này cả nhà, giá thì cũng có 80 ngàn cây à. Loại này là 24 đến 36 cánh nha. 80 ngàn cây thôi cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Đó, cây rất là đẹp, ok luôn á. Rồi, giá 80 ngàn cây nha. 3 cây bên em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Rồi, là hàng bên đây. Hàng bên đây chính là hàng bạch mai Miến Điện cả nhà. Đó, bạch mai Miến Điện giá 80 ngàn một cây. 3 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Đó, 80 ngàn một cây thôi nha. Rồi, hàng bên đây là hàng liền cốt cả nhà. Liền cốt 100% luôn, hàng Đại Lộc. Đó, cả nhà nhìn thấy loại này chúng ta mua về chơi Tết rất ok nha. Cái này về cả nhà rong lá giúp em nha cả nhà. Đây cái bộ rễ nè. Thế sao không? Quá nhiều em làm không có xí. Ví dụ như những cái lá này chúng ta nên rong bỏ để cho cây nó thông thoáng và nó đâm chồi đẻ nhánh đó cả nhà. Chứ còn nhiều khi chật quá thì cây nó không có ra tuột. Ví dụ như chúng ta gông ở chỗ này thì mấy cái mắt nhỏ này nè, nó sẽ lên đọt rất là đẹp luôn. Đó, hàng này thì bán 160 cây nha. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn. Rồi, rất là nhiều người hỏi về em cái giống Phượng Hoàng đây. Thì cúc Phượng Hoàng ha. Cúc Phượng Hoàng này thì giá là em bán với giá là 90 ngàn một cây nha cả nhà. 90 ngàn một cây. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Đó, cây này thì ghép tầm khoảng 6 tháng nha. Giờ chúng ta để già xíu chúng ta lấy bo được cả nhà. Đó là cúc Phượng Hoàng ha. Rồi, hàng bên đây chính là hàng cúc 7 tầng. Cúc 7 tầng hay còn gọi là cúc tiên ong nha. Loại này em bán với giá là 250 ngàn một cặp. Em lấy em bán từ một cặp và em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta nếu lấy một cặp luôn nha. Đó là cúc 7 tầng. Đó, hàng Tư Long thì vừa có loại 80 vừa có loại 250 một cặp nha cả nhà. Đó, loại này là 250 một cặp nè. Cây nó lớn hơn lúc nãy ha.
Rồi, hàng bên đây chính là hàng, em coi coi, quá nhiều giống rồi. Đây, có quý phi cả nhà, quý phi nha. Quý phi của giống này là của Quang Tống á, là giá là 250 một cặp nha cả nhà. Một cặp thì bên em cũng sẽ bao ship nha. Đây, rồi hàng này là Thọ Hương, nói chung là rất là nhiều giống ha. Không nhị hoàng quý long nữa cả nhà, 250.000 một cặp nha. Cúc không nhị hoàng quý long 250.000 một cặp. Bên em một cặp thì sẽ bao phí vận chuyển. Mấy loại này về chúng ta lấy bo được hết rồi cả nhà. Cây rất là xinh tươi, rất là khỏe phắn, mập mạp luôn cả nhà. Rồi, hàng bên đây chính là giống hoa hồng Thanh Tú nha. Hoa hồng Thanh Tú. Đây, đọt đỏ, cây rất là đẹp luôn. Giá là 350 một cặp, em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó chính là cúc hoa hồng Thanh Tú. Và cái loại xinh xinh nhỏ nhỏ này là giảo Thu Đức đây. Hàng này nó nhỏ nhỏ xinh xinh, tuy nhiên là cây nó rất là mạnh nha. Đang ra đọt này cả nhà mọc ù luôn. Thì giá chỉ có 50.000 một cây thôi. 4 cây thì bên em sẽ bao ship nha. Rồi, tiếp tục là cái hàng gì đây? Này cúc VIP hồi nãy em có giới thiệu với cả nhà rồi ha. Cúc VIP em giới thiệu rồi là giá 80.000 cây. À, bên đây là hàng giảo Đa Phúc cả nhà. Giảo Đa Phúc nha. Đó, cây Đa Phúc đây. Đa Phúc này thì giá chỉ có 90.000 cây thôi cả nhà. 3 cây thì bên em cũng sẽ bao ship cho chúng ta luôn nha. Đó chính là các cái hàng dạng cơ bản của vườn em nha. Quá nhiều giống, cây thì rất là xanh tươi luôn cả nhà. Ai thích loại nào thì hãy alo em nha. Rất là mong mọi người hãy xem kênh, đăng ký kênh và ủng hộ cho vườn mai của Chiếc Chè Bông ngày càng được phát triển hơn ạ. Bên em thì đảm bảo uy tín về chất lượng giống nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà nha.